Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hot News với MC Khánh Linh, bản tin thời sự đặc biệt của ngày thứ Tư 4 tháng 8 2021. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui và nhiều may mắn. Sau đây Khánh Linh xin gửi đến quý vị những bản tin cập nhật mới nhất về Hoa Kỳ. Ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em và thiếu niên Mỹ tăng 84% trong một tuần. Khoảng 72.000 trẻ em và thiếu niên ở Mỹ nhiễm COVID-19 tuần trước, không đáng kể so với tuần trước đó. Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ gọi tắt là AAP loan báo hôm thứ Ba, 3 tháng 8, theo đài CNN cho biết. Hiệp hội này đếm được 71.726 ca mới từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7, tăng 84% so với gần 39.000 ca của tuần trước đó và tăng gấp 5 lần so với cuối tháng 6. Sau khi số ca COVID-19 ở trẻ em và thiếu niên giảm liên tục nhiều tháng, con số này bắt đầu tăng lại trong tháng 7, giữa lúc biến thể Delta trở nên phổ biến nhất ở nước Mỹ. AAP công bố bản báo cáo giữa lúc trường học vừa khai giảng hoặc sắp khai giảng, trong đó một số trường không yêu cầu đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách, cũng như giữa lúc ca COVID-19 ở nhiều nơi trên cả nước đang tăng mạnh và số người phải vào bệnh viện lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Tại một ngôi trường ở tiểu bang Georgia, hơn 100 học sinh bị cách ly sau khi 9 học sinh và nhân viên nhà trường thử COVID-19, dương tính chỉ sau vài ngày sau khi khai giảng. Hiện nay, trẻ em dưới 12 tuổi chưa hội đủ tiêu chuẩn được chích ngừa bất kỳ trong số 3 loại vaccine đang dùng ở Mỹ. Do đó, biến thể Delta khiến nhóm tuổi này gặp nhiều rủi ro, theo chuyên gia y tế cho biết. Một số loại vaccine đang được chích thử cho trẻ em chỉ mới 6 tháng tuổi, nhưng có lẽ phải mất vài tháng nữa mới có vaccine cho trẻ em 12 tuổi trở xuống. Từ đầu đại dịch đến nay, 7 tiểu bang ở Mỹ không có đứa trẻ nào chết vì COVID-19. Tính đến thứ Hai, Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC báo cáo 527 ca tử vong ở trẻ em từ 0 đến 17 tuổi. Đến nay, trong số khoảng 25 triệu trẻ em ở Mỹ từ 12 đến 17 tuổi, khoảng 10.9 triệu em đã được chích ngừa ít nhất một mũi, theo dữ liệu của CDC. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo là một bản tin vui. CDC gia hạn lệnh cấm trục xuất khỏi nhà đến 3 tháng 10 cho 90% của nước Mỹ. Bản tin đến từ thông tấn xã AP, CDC hôm thứ Ba 3 tháng 8 gia hạn lệnh cấm đuổi khỏi nhà đến ngày 3 tháng 10 cho hầu hết nước Mỹ. Lệnh này được bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc của CDC, ký giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích ngày càng nặng nề vì để người thuê nhà mất chỗ ở trong cơn đại dịch. Lệnh mới có thể giúp hàng triệu người Mỹ giữ được chỗ ở trong lúc biến thể nguy hiểm Delta của COVID-19 hoành hành, còn tiểu bang thì chậm giải ngân tiền của liên bang hỗ trợ người thuê nhà. Lệnh sẽ tạm thời cấm đuổi nhà ở những quận hạt mà virus lây lan với mức độ từ đáng kể đến cao. Những nơi này hiện đang chiếm 90% dân số Mỹ. Lệnh mới của CDC cho thấy chính quyền Tổng thống Biden thay đổi ý định sau khi gần đây công bố tối cao pháp viện ra phán quyết chặn lệnh cấm đuổi ra khỏi nhà, vốn hết hạn hôm 31 tây tháng 7. Lệnh này được xem là thắng lợi của các nhà lập pháp cấp tiến đã hối thúc Tòa Bạch Ốc cố gắng thêm nữa để ngăn khoảng 3.6 triệu người Mỹ mất chỗ ở trong cơn đại dịch COVID-19. Trong buổi họp báo chiều ngày thứ Ba, Tổng thống Biden không công bố lệnh mới cấm đuổi khỏi nhà để trách nhiệm đó cho CDC. Lệnh mới được ban hành giữa lúc chính quyền Tổng thống Biden thực hiện một loạt biện pháp trấn an người dân chủ cũng như cả nước rằng họ có thể dùng ngân sách liên bang để tìm ra cách hạn chế thiệt hại do bị đuổi khỏi nhà. Tuy nhiên, áp lực ngày càng tăng vì nhiều nhà lập pháp quan trọng cho là chưa đủ. Tổng thống Biden kêu gọi ông thống đốc của tiểu bang New York Cuomo từ chức sau khi ông bị tố quấy nhiễu tình dục với 11 người phụ nữ. Theo báo mạng The Hill, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba 3 tháng 8 kêu gọi ông Andrew Cuomo của Dân Chủ, thống đốc New York, từ chức sau khi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang này kết luận ông Cuomo quấy nhiễu tình dục 11 phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC hồi tháng 3, Tổng thống Biden cho rằng thống đốc Cuomo nên từ chức và có thể bị truy tố hình sự nếu kết quả điều tra xác nhận ông quấy nhiễu tình dục.
Hôm thứ Ba, bà Letitia James của Dân Chủ, Bộ trưởng Tư pháp New York, công bố kết quả điều tra nhiều tháng nay. Theo đó, ông Cuomo quấy nhiễu tình dục 11 phụ nữ, bao gồm người làm việc bên trong và bên ngoài chính quyền, ví dụ như cảnh sát viên được cử đến bảo vệ ông và tạo ra môi trường làm việc căng thẳng. Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy Thống đốc Andrew Cuomo quấy nhiễu tình dục nhân viên tiểu bang New York hiện nay cũng như trước đây qua việc đụng chạm mà người khác không thích và không cho phép, và phát ngôn nhiều câu dâm đãng tạo ra môi trường làm việc căng thẳng cho phụ nữ. Bà James đã nói trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra. Bà James cũng lưu ý rằng vụ điều tra này chỉ mang tính dân sự, không phải hình sự. Trong đoạn video thu hình trước đó để đáp trả lại vụ điều tra, thì Thống đốc Cuomo tuyên bố không làm gì sai trái và sẽ không từ chức. Ngoài Tổng thống Biden, nhiều người khác thuộc đảng Dân Chủ cũng kêu gọi ông Cuomo từ chức sau khi biết kết quả điều tra của bà James. Thưa quý vị, nước Mỹ lúc nào cũng chứng tỏ mình là một người đàn anh và che chở cho những nước khác trên thế giới. Mỹ gửi hơn 110 triệu liều vaccine COVID-19 tới 60 quốc gia. Tin từ thông tấn xã AP, chính phủ Mỹ đã tặng và gửi đi hơn 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tới hơn 60 quốc gia, từ Afghanistan tới Zambia. Theo loan báo của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, 3 tháng 8, Tổng thống Joe Biden trong ngày thứ Ba cũng dự trù sẽ thảo luận về việc này khi cập nhật tình hình cho người dân Mỹ về chiến lược nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây COVID-19 ở các quốc gia khác, vốn có những ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Mỹ. Ông Tổng thống Biden cũng đã từng hứa hẹn rằng nước Mỹ sẽ là kho vũ khí vaccine chống COVID-19 cho thế giới. Tuy con số 110 triệu liều là rất lớn và được chuyển giao cho chương trình vaccine toàn cầu có tên là COVAX, lượng thuốc này hiện chỉ đáp ứng một phần nhỏ của nhu cầu thế giới. Trong bản thông tin gửi ra hôm thứ Ba, Tòa Bạch Ốc nói rằng nước Mỹ vào cuối tháng 8 sẽ khởi sự gửi đi 500.000 liều vaccine Pfizer đã hứa cho 100 quốc gia nghèo trên thế giới và sẽ nhận được tới tháng 6 2022. Số lượng 110 triệu liều thuốc tặng này là từ số dự trữ thặng dư của Mỹ giữa lúc mức độ chích ngừa ở Mỹ giảm sút do còn có nhiều người e ngại không muốn chích thuốc. Hiện nay còn khoảng 90 triệu người Mỹ từ 12 tuổi trở lên và đủ điều kiện để chích chưa được chích mũi vaccine nào. Ông Biden từng hứa sẽ gửi đi hơn 80 triệu liều thuốc tới cuối tháng 6, nhưng chỉ thực hiện được một phần nhỏ do vấn đề chuyển vận và thủ tục hành chính ở các quốc gia tiếp nhận. Theo kế hoạch chia sẻ vaccine của Tổng thống, khoảng 75% số vaccine gửi đi là qua phân phối của COVAX, phần còn lại được gửi cho đồng minh và đối tác của Mỹ. Tòa Bạch Ốc nói rằng nước Mỹ không đặt ra điều kiện gì khi cung cấp vaccine, không như Nga và Trung Quốc là dùng thuốc để tạo ảnh hưởng chính trị khắp thế giới. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin Hot News với MC Khánh Linh ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.